Henry, em đã chuẩn bị tất cả mọi thứ xong hết rồi. Các món ăn của các con thích em đều chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ chỉ cần em vào trong thay quần áo là xong hả anh? Không. Cứ như thế này là đẹp lắm rồi. Em vẫn như ngày xưa, không thay đổi chút nào. Henry, anh chỉ khéo định vợ mà thôi. Anh biết không, sắp tới thì con gái đã lấy chồng rồi. Con sẽ sanh ra những đứa cháu thật là bụ bẩm dễ thương. Khi đó em sẽ trở thành bà ngoại rồi. Em không còn trẻ đẹp như xưa nữa. Không có chuyện đó đâu, không sao cả. Ủa, mà sao giờ này mà con bé Michelle vẫn chưa về vậy? Henry à, con nói là hôm nay con đang trực ở bệnh viện và cũng chờ Pierre đến để đón về luôn. Pierre suốt. Anh đã nghĩ rồi. Lần này anh không cho con bé Michel đó giao du với cái thằng Pierre đó nữa. Mà em cũng nên khuyên nhủ nó giúp anh. Anh thấy em với nó cũng thường hay tâm sự, nói chuyện với nhau lắm mà. Ông chồng yêu quý của em, anh cũng biết rồi đó. Michel không phải là con ruột của em chỉ là mẹ kế thôi. Giờ ngăn cấm con, chắc chắn rằng con sẽ nghĩ em không thương yêu nó thì sao? Dì, dì chúc mừng sinh nhật dì. Còn chúc dì sẽ mãi mãi xinh đẹp. Ôi chào, cảm ơn con. Vừa sinh nhật dì là vui lắm rồi. Mẹ đặt quà cáp chi vậy? Pierre, chúc mừng sinh nhật cô. Cảm ơn Pierre nhiều lắm. Dì biết không, để có được bó hoa này á, anh Pierre phải chọn từng bông hoa một luôn đó. Vậy à. Dì biết rồi. Vậy thì bó hoa này thật đáng quý phải không Michel? Dạ. Thôi, các con ngồi chơi với cha. Dì vào trong chuẩn bị tiếp, bàn tiệc sẽ được dọn ra ngay thôi. Pierre ngồi đi. Dạ. Ba, anh à, cà vạt của anh dơ lắm. Em thấy từ ngoài kia rồi. Ê. Michel này. Dạ. Hôm nay là sinh nhật của dì con. Lẽ ra con phải sắp xếp để về sớm một chút, chứ sao lại để ba với dì phải chờ đợi như vậy? Con xin lỗi, tại việc ở bệnh viện nhiều quá bà. Nếu mà vất vả quá thì con xin nghỉ ở bệnh viện đi. Về công ty ba, phụ với ba quản lý công ty được rồi. Dạ đâu có được. Con đâu có biết cái gì về kinh doanh đâu mà về phụ ba. Ba, tìm ở đâu xa, con chỉ cho ba nè. Đó. Ảnh trước sau gì cũng trở thành con rể của ba. Và trước sau gì ba cũng sẽ giao nguyên một cái công ty lại cho anh VE rồi. Đúng không ba? Kìa, Michel, sao em lại lôi anh vô chuyện này? Với lại anh cũng đâu biết chuyện kinh doanh như thế nào đâu. Con nghĩ sao vậy? Con nghĩ sao mà cho rằng ba sẽ giao tài sản của gia đình mình cho người ngoài? Còn cậu nữa, cậu đừng nghĩ là cậu sẽ lấy được con gái tôi rồi tôi sẽ giao hết tài sản của gia đình tôi cho cậu. Dạ thưa bác, con yêu Michel thật lòng và con không có nghĩ gì đến tài sản của bác đâu ạ. Cậu tưởng tôi là con bé Michel này đó hả? Để mà cậu nói cái gì tôi cũng tin sao? Ba, nếu như cậu muốn cho nó được hạnh phúc thì cậu chia tay với nó đi. Dạ thưa bác. Ba, sao tự nhiên ba bắt con phải chia tay với ảnh? Không đúng sao? Con thử nhìn kỹ nó đi. Đàn ông đã 30 tuổi đầu rồi mà vẫn còn phải ngửa tay xin tiền mẹ. Cái thứ bất tài vô dụng như vậy, con điên mới lấy làm chồng. Ông Henry, ông nói ai là đứa bất tài vô dụng?
Ở đây ngoài thằng con trai của ông bà ra thì còn ai nữa? Dạ, tại ba con giận cho nên mới nói vậy thôi. Kìa, ông bạn à, thật ra tại sao ông lại cấm bọn trẻ? Chúng nó buồn thì chúng ta làm cha làm mẹ cũng đâu có vui được đâu. Có buồn có khổ gì đó thì một thời gian là cũng xong thôi. Còn hơn lấy phải một cái đứa bất tài vô dụng như vậy thì khổ cả đời. Ông bà Harry. Nên ngăn cấm thằng con trai của ông bà là đừng có đeo bám con gái tôi nữa. Ông Harry à, ông cấm con gái ông không được yêu á thì được, nhưng con trai tôi nó có làm gì đâu mà ông cấm nó. Ông nói thằng Pierre đeo bám con gái ông, nhưng thực ra thì chính con gái ông đeo bám con trai tôi đó chứ. Thôi bà ơi, khổ quá. Anh Harry đang nóng giận mà mình còn nói như vậy, chẳng khác nào mà châm dầu vô lửa. Làm như vậy chỉ có tội cho bọn trẻ thôi. Tại sao lúc nào ông cũng nghĩ cho con người ta? Còn người ta có nghĩ cho con ông hay không? Thằng Pierre con trai tôi là đứa có ăn có học đàng hoàng, chứ không phải là dân đầu trộm đuôi cướp đâu mà coi thường như vậy. Ba, có thể anh Pierre không nổi bật, nhưng mà anh có khả năng. Anh là một người tốt, điều đó quan trọng hơn mà. Ba tin con đi ba, con không nhìn lầm người đâu. Dạ đúng rồi đó bác. Bác hãy cho con một cơ hội để được yêu Misen. Con hứa với bác, sau khi bác đồng ý cho con lấy Misen, con sẽ yêu Misen hết lòng mình. Thôi, cậu không có nói nhiều nữa. Những cái lời này tôi nghe nhàm lỗ tai lắm rồi. Ông bạn à, thật ra thì có việc gì đâu mà mình cứ phải cấm bọn trẻ như vậy. Tôi nghĩ chúng nó yêu nhau thì anh cứ để cho nó tự do đi. Vì bọn trẻ tôi nghĩ là anh nên suy nghĩ lại ha. Nè, tại sao ông cứ phải đi năn nỉ người ta? Tôi sẽ tìm đám khác cho thằng Pierre. Thôi đi, khổ quá, tôi khổ mình quá. Tại sao mà cứ tối ngày phải nói những cái chuyện đó ra làm cho con nó buồn lòng? Pierre mình nó yêu Misen chứ đâu có yêu cô gái khác đâu. Ba, đi về, đi. Nếu như mà ba cứ một mực cấm con không cho con yêu anh Pierre, con sẽ không gặp ba nữa đâu. Con những cái gì nuôi cho lớn tới từng tuổi này, lớn từng hừng này rồi mà bây giờ cãi lời cha là sao? Được rồi, nếu như con chọn Pierre, con không ở cái nhà này nữa, đi ra khỏi nhà tao. Ba, ba đuổi con. Thôi được, con không ở căn nhà này nữa. Misen, đợi anh với Misen. Đi được thì đi luôn đi, đừng về đây nữa. Ông bạn à, thôi được rồi. Chắc là cháu nó nóng giận rồi cháu nó bỏ đi vậy. Tôi sẽ gọi điện và năn nỉ nó về cho ông. Không, đây là việc nhà tôi, không liên can gì tới ông bà. Mời ông bà đi về cho. Tại sao còn chưa chịu về? Đứng đó cho người ta chửi vào mặt cho nhục nhã hả? Ông Harry, ông sẽ phải hối hận về tất cả những gì ông đã nói ngày hôm nay. Ông chính là người mới gọi điện cho chúng tôi để báo án có đúng không? Dạ, dạ đúng, chính tôi ạ. Ông có mối quan hệ như thế nào đối với nạn nhân? Dạ thưa, tại sao ông có mặt trong ngôi nhà này? Dạ, tôi là bonsai, tôi là trợ lý của ông Henry. Tôi đem hồ sơ tài liệu lên cho ông ta thì tôi thấy cửa nó không có khóa. Tôi vừa bước vô thì phát hiện là ông bà ta đã chết. Ngoài vợ chồng ông Henry, trong ngôi nhà này còn ai sinh sống không? Dạ không. Dạ thưa, ông Henry có một đứa cô gái tên là Misen. Cô ta không có ở đây, thỉnh thoảng cô ta mới về, nhưng mà tôi có điện báo cho cô ta biết rồi.
anh có phát hiện ra điều gì không? Căn cứ và vết thương trên thái dương của nạn nhân, đây có thể là một vụ tự sát. Thời gian diễn ra vào khoảng từ 20:30 cho đến 21:30. Tại sao anh lại khẳng định đây là một vụ tự sát? Xung quanh vết thương có vết bỏng. Chắc chắn là nạn nhân đã dí sát nòng súng vào đầu. Vậy còn xác của người vợ, có điều gì nghi vấn không? Bà Helen bị bắn 2 phát vào ngực. Có thể đặt giả thuyết là ông Henry đã bắn chết vợ rồi sau đó tự sát. Mới nhìn thì ai cũng sẽ nghĩ đây là một vụ giết người rồi sau đó tự sát. Nhưng sự thật là không phải như vậy. Nếu không phải tự sát thì có một kẻ nào đó đã giết chết vợ chồng Henry rồi tạo nên một hiện trường giả để đánh lừa chúng ta. Ý anh nghĩ là như vậy phải không? Tôi chỉ phán đoán như vậy thôi. Nhưng tất cả mọi người hãy nhìn ông Henry đi. Nếu ông ấy đã có ý tự sát thì tại sao ông ấy còn mặc áo khoác và mang giày để làm gì? Ông Bông Say. Dạ. Thời gian gần đây ông có thấy vợ chồng ông Henry mâu thuẫn với ai không? Dạ thưa ngài, theo tôi được biết thì ông Henry không chấp nhận cho con gái mình quen với con trai của vợ chồng Valia, cho nên họ mới cãi nhau. Có chuyện gì vậy chú? Dì ơi, ba ơi, ba, tránh ra. Ba ơi, có chuyện gì vậy? Cho tôi gặp ba tôi. Không ra đi. Tôi hãy bình tĩnh đi con. Có chuyện gì vậy ba? Chuyện gì vậy? Ai giết cha tôi? Ai giết gì tôi? Cô bình tĩnh, cô ngồi xuống đây đi. Tôi đề nghị tất cả giữ nguyên hiện trường. Ông Henry, cô là Michelle, con gái của ông Henry đúng không? Đúng vậy. Tôi đang ở nhà Bia thì chú Bông Say gọi điện thoại báo tôi cùng với mọi người chạy về đây. Có chuyện gì vậy? Nói tôi nghe đi, có chuyện gì vậy? Trời ơi, kẻ nào mà ác tâm vậy? Đã hạ sát một lúc cả 2 mạng người. Có gì đâu mà ông phải ngạc nhiên như vậy. Cái loại người sống không có tình cảm như ông ta thì bị giết cũng là lẽ thường thôi. Có vẻ bà rất ghét ông Henry thì phải. Tôi hỏi ông, nếu như ông là người bị ông Henry đối xử như từng đối xử với tôi á, thì ông có thích ông ta hay không? Theo tôi được biết thì hôm sinh nhật của cô Helen, bà có cãi nhau với ông Henry có đúng không? Đúng vậy. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi là hung thủ giết ông ta. Nếu như theo suy nghĩ của ông như vậy á, thì có rất nhiều đáng khả nghi đó. Có thể là cô Michelle, con gái của ông ta. Con gái của ông ta chính là hung thủ thì sao? Kìa mẹ. Cô. Sao mẹ lại nói gì vậy? Làm sao mà Michelle giết ba cô ấy và cả dì cô ấy được? Tại sao lại không? Khi một người đàn bà đã yêu á thì bất chấp thủ đoạn. Yeah, con không nhìn thấy rằng là hôm đó chính nó đã không nhìn mặt cha nó vì con hay sao? Bánh. Không phải. Không phải đâu cô. Có thể con giận ba mình, có thể con và ba con không hợp nhau, nhưng con không giết cha mình đâu. Không đời nào. Michelle, con hãy bình tĩnh. Mình ơi, đây là mạng người, đừng có nói lung tung. Nói lung tung cái gì chứ? Ông thử nghĩ mà xem, nếu như ông Henry chết đi thì toàn bộ tài sản sẽ thuộc về Michelle. Điều quan trọng hơn nữa là sẽ không còn ai cấm cản nó yêu thằng Pierre nhà mình nữa. Ông Henry thì làm gì còn tài sản mà để lại cho con gái chứ? Gần đây công ty của ông ta càng ngày càng xuống dốc, nợ nần thì chồng chất và có thể phải phá sản.
Henry, ông đọc kỹ đi, xem kỹ coi có cách nào khác không. Chứ cái đà như thế này thì công ty sẽ không có trụ được lâu đâu. Tôi cũng đang tìm cách huy động vốn. Sáng nay tôi đã vay được 500.000 euro. Tôi hy vọng là số tiền này có thể giúp chúng ta cầm cự được một tháng. Lại là cầm cự. Tôi nghĩ đó không phải là cách hay đâu. Cầm cự được tháng này, đến tháng sau thì ông nghĩ như thế nào? Hay là anh cho tôi mượn giấy tờ nhà của anh, tôi sẽ thế chấp ngân hàng để vay vốn. Henry, anh không đùa đấy chứ? Với tôi thì chỗ bạn bè rất dễ. Nhưng mà anh cũng hiểu, Mary vợ tôi nếu mà biết chuyện này sẽ giết tôi chết mất. À, còn chuyện này tôi chưa báo với anh. Hôm qua vợ tôi có nói rằng sẽ đến đây đề nghị với anh rút toàn bộ cổ phần. Cái gì? Trong lúc khó khăn như vậy mà hai vợ chồng anh còn định rút cổ phần ra khỏi công ty là sao? Anh muốn giết tôi à? Tôi xin lỗi, nhưng mà anh cũng biết rồi đó, đây không phải là ý của tôi, ý của Mary. Mà anh biết tính của Mary rồi, hãy nói là làm. Còn chuyện này nữa, Mary nói nếu như đề nghị với anh mà anh không đồng ý á, cô ta sẽ thông báo tất cả các cổ đông còn lại, báo cho biết là công ty này sắp sửa phá sản. Lúc đó anh nghĩ coi, tất cả các cổ đông sẽ quay lưng lại với công ty, lúc đó phá sản là chắc. Quá đáng. Trời ơi, tiền của tôi, tiền của tôi mất hết rồi sao? Bây giờ ông Henry đã chết rồi, làm sao tôi có thể lấy lại được tiền đây? Ông Valier, tôi đã nói ông phải rút vốn lại, tại sao ông để ra nông nỗi này chứ? Mọi chuyện nhanh quá. Anh Giang, két sắt của ông Henry đã bị mở sẵn. Anh xem đi. Đây toàn là những hóa đơn cát cược đua ngựa. Nhìn những tờ hóa đơn này, có thể thấy là ba cô đã nợ rất nhiều. Không đúng, không hợp lý. Ba tôi không hề thích cá cược. Đúng, tôi là người sát cánh bên ông ta. Nếu ông ta cá ngựa là tôi phải biết chứ. Nhưng nếu ông ấy không chơi cá ngựa thì tại sao ở đây lại có cả một danh sách ghi rất rõ ngày, giờ, số tiền cá cược và được cất rất cẩn thận trong két sắt? Chú Bonsai, sao lại có chữ ký của chú ở đây? Tại vì có hôm, cách đây 2 hôm nè, bà Harder có đem tiền lại hùng vốn làm ăn với ông chủ, có mặt tôi ở đó, cho nên tôi làm chứng. Bà Harder là ai? Tại sao bà ta có số tiền lớn như vậy? Tôi nghe nói là bà trúng một mẻ lớn ở sông Bài. Ông có chắc không? Cũng chưa chắc lắm. Vậy có lẽ là tiền của ba tôi mất hết rồi sao? Có khi nào tên trộm đó chính là hung thủ không? Nhưng tại sao tên trộm lại biết trong két sắt của Henry có tiền? Ngoài Henry ra thì theo tôi được biết thì ngay cả Bonsai cũng có mật mã của két sắt. Chú Bonsai cũng có mật mã của két sắt. Tại sao ba tôi chưa hề nói với tôi chuyện này? Thì tôi tiền bạc hồ sơ trong công ty tôi giữ. Khi nào cô quyết định về đây làm thì tôi bàn giao lại. Đúng rồi, có thể Bonsai biết mật mã két sắt và biết ông Henry cất tiền ở trong đó, cho nên đã lấy trộm. Nhưng vô tình bị ông Henry phát hiện và ông Bonsai đã giết chết ông Henry. Mà cầm đi, mà điên hả? Tào lao. Bonsai. Dạ. Lúc xảy ra vụ án ông ở đâu? Dạ, thì trước khi bà chủ mất á, bà chủ có sai tôi tới nhà thờ
để đem thức ăn cho tới trẻ mồ côi. Khi tôi đem tới thì ăn uống xong rồi lúc đó 9 giờ tối rồi. Lúc đó mưa to lắm, tôi về không được. Tôi mở lại, ông không tin đâu. Ông vô nhà thờ ông điều tra thì biết. Anh Giang, lúc nãy tôi tìm thấy được tờ giấy này trong tay áo của bà Helen. Không biết nó có ý nghĩa gì không? Isabel. Isabel, cái tên nghe lạ quá. Cái tên này nghe quen quen. Đúng rồi, tôi đã từng nghe bà chủ gọi điện thoại cho người này. Isabel, Isabel, anh yêu của em. Em nhớ anh quá chừng thôi. Anh yêu, nhưng tiếc là ngày hôm nay chúng ta không thể nào gặp nhau được. Em không thể nào ra ngoài được anh à. Nhưng nhất định là ngày mai, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau. Anh yêu, chúng ta sẽ gặp nhau. Ông làm tôi giật cả mình. Ông đến từ khi nào? Tôi... Nhưng làm sao ông có thể vào đây được? Tôi thấy cái cửa nó mở, mắt cong gõ quá. Tôi vào, cũng mới vào à, chưa biết gì hết á, mới vào. À, bữa nay tôi có chai rượu ngon. Hôm nay tính đem qua mời ông nhà uống. Ôi, ra là vậy. Ông bên xây này, ông muốn gặp ông nhà tôi. Dạ đúng rồi, tôi muốn gặp ông nhà. Vậy thì ông ngồi chờ, tôi sẽ vào trong mời ông nhà tôi ra. Ông ngồi chờ, chờ một chút, chỉ một chút thôi nha. Lúc đó tôi thấy gương mặt của bà chủ không được tự nhiên lắm. Với lại bà không muốn nói cho nên tôi không dám hỏi. Có thể là cái tên Isabel này có liên quan tới vụ án mạng của ông bà Henry. Ông Hồng Say. Dạ. Nếu ông còn nhớ ra điều gì thì phải liên lạc ngay với chúng tôi nhé. Dạ, tôi nhớ rồi. Cũng may mà các anh tới kịp lúc. Nhận được điện thoại của cô là chúng tôi tới liền. Ông Bông Say, ông thấy thế nào rồi? Chút nữa là tôi mất mạng rồi. Cũng may nhờ có cô Michelle, cô là y tá cho nên băng bó lại cho tôi đó. Từ ngày ông chủ bà chủ mất, cô Michelle thường ở bệnh viện qua đêm, cho nên tôi mới lên đây tôi ngủ. Tưởng tôi đã chết nên mới vội vã bỏ đi. Ông có nhận ra kẻ đó là ai không? Không, lúc đó trời tối lắm, tôi không thấy gì hết. Có thể kẻ giết cha và dì tôi cũng chính là kẻ đã tấn công chú Phong Say. Tôi vẫn chưa có thể khẳng định có phải hai kẻ đó là một hay không. À, anh Giang, tôi tìm được chiếc cúc áo này dưới chân ghế. Có thể là rơi ra từ chiếc áo của kẻ đã đánh ông Bông Say. Có logo của tiệm mai ở trong cúc áo. Chú Giang à, đây là một số giấy tờ của dì Helen, có thể sẽ giúp ích được cho cuộc điều tra này. Cảm ơn cô. Còn bây giờ tôi phải đưa chú Bông Say lên bệnh viện. Nếu có tin tức gì, xin hai người hãy báo cho chúng tôi.
xin phép. Cô đi đi. Mình đi chứ. Cảm ơn cô. Anh nhìn đi, một chiếc kẹp Caravan. Xin chào bà Mary. Chào hai ngài cảnh sát. Mời các ngài ngồi. Cảm ơn bà. Các ngài cứ ngồi đi. Các ngài dùng trà hay là dùng gì? Cảm ơn bà. Bà Mary, bà có nhận ra chiếc cúc áo này không? Nếu muốn hỏi về những chiếc cúc áo thì các ngài nên đến tiệm may mà hỏi, chứ tại sao lại hỏi tôi? Bà đừng nên giả vờ nữa. Có phải chiếc cúc áo này là của bà không? Tôi thì có rất nhiều áo, làm sao mà tôi nhớ hết được? Bà nhớ chứ. Bởi vì tối hôm qua bà vừa mặc nó để đến nhà ông Bonsai mà. Tôi mặc nó và đến nhà ông Bonsai. Ông nói nghe lạ quá. Nè, ông đừng có nghĩ rằng ông là cảnh sát thì ông muốn nói sao cũng được. Tôi cho ông biết, cả cái thành phố này có biết bao nhiêu người mặc những chiếc áo và có những chiếc cúc như thế này. Giả lại, tôi và ông Bonsai không thù oán gì, thì tại sao tôi lại giết ông ta chứ? Nếu như bà vẫn chưa chịu thú nhận thì cậu bao lâu? Bà Mary à, tôi đã gặp chủ tiệm may. Họ nói là bà là một trong ba người đặt may áo khoác có loại phi áo này. Tôi khuyên bà nên nhận tội đi. Tôi không có tội thì không việc gì tôi phải nhận hết. Không biết là ông đã điều tra ông Bonsai chưa? Theo tôi thì ông ta mới chính là thủ phạm đó. Cậu Bao Lô cũng đã đến nhà thờ để xác minh lời của ông Bonsai rồi. Ông ta hoàn toàn vô tội. Cậu Giang, tôi tìm được chiếc túi này trong thùng rác. Bà Mary, đúng ra chiếc cúc áo này phải nằm ở vị trí đây, đúng không? Bà nghĩ sao? Đúng không? Đây chính là bằng chứng. Bà có còn muốn nói gì nữa không? Bà nói đi. Các ông hãy hiểu cho tôi biết các ông không thể nào hiểu được rằng trong lúc tất cả bạn bè tôi được ăn sung mặc sướng thì
Một người phụ nữ thân gầy gò như thế này, tôi phải đi kiếm tiền để nuôi một ông chồng nhu nhược và một thằng con vô tích sự. Tôi đã kiếm tiền bằng mọi cách và tôi đã phải đi tìm vận may của mình. Tôi đã chơi cá ngựa. Tôi chơi mỗi ngày, mỗi ngày, và số tiền mỗi ngày càng tăng lên. Đến lúc tôi mất hết, tôi mất hết tất cả, nợ nần thì chồng chất. Và thế là tôi phải đi đến tìm ông Henry để vay tiền. Ông Henry, tôi xin ông, tôi xin ông cho tôi vay tiền đi. Một tháng, chỉ đúng một tháng thôi, tôi sẽ trả lại cho ông. Lại vay tiền? Tôi làm gì có tiền cho bà vay? Bà cứ làm như tôi là cái máy in tiền vậy. Ông Henry ơi, tôi xin ông mà. Ông ơi, tôi quỳ xuống đây, tôi quỳ xuống đây, tôi lạy ông, tôi lạy ông, ông hãy giúp cho tôi. Bởi vì bây giờ chỉ có ông mới giúp được cho tôi thôi. Ông biết không, tôi trót đi vay nặng lãi để chơi cá ngựa. Bây giờ số nợ lên quá cao rồi, mà tôi không còn khả năng chi trả nữa. Tôi xin ông, nếu như ông không giúp tôi, chắc tôi chết mất. Ông ơi. Thôi được rồi, tôi sẽ cho bà vay, nhưng với một điều kiện. Bà phải ép thằng Pierre, con trai bà, là không được quan hệ giao du với con gái tôi nữa. Nếu như bà không đồng ý thì thôi vậy. Bà về đi. À, không không, tôi đồng ý, tôi đồng ý. Nếu vậy bây giờ bà muốn vay bao nhiêu? Chỉ 100.000 euro thôi. Cái gì? 100.000 à? Vâng, chỉ 100.000 thôi. Tôi làm gì có số tiền lớn như vậy để mà cho bà vay. Này, bây giờ tôi nói thật, tôi chỉ có thể cho bà vay 10.000. Mà trong vòng một tuần lễ, nếu như tôi thấy thằng con trai bà vẫn tiếp tục lảng vảng bên con gái tôi, thì lập tức tôi sẽ đòi lại. Và lúc đó bà đừng không có thêm đồng nào nữa. Nhưng ông Henry ơi, chỉ có 10.000 thì không đủ. Số nợ của tôi nó rất lớn ông ạ. Tôi xin ông, tôi xin ông hãy thương tôi mà. Ông Henry ơi, tôi chỉ có vậy thôi. Nếu bà thấy không đủ thì đành vậy. Bà về đi. 10.000, 10.000, tôi đồng ý. 10.000. Thật không thể hiểu nổi. Hết tụ tập nói xấu chồng con, rồi lại thêm cái cờ bạc nữa. Chồng với con bà sẽ khổ gì bà. Đang nhà cao cửa rộng, không chừng nay mai là phải ra đường đến bánh mì không biết có mà ăn hay không nữa. À, ông Henry à, khoan đã, ông, tôi rất cần tiền mặt, tôi cần tiền mặt. Ông có thể không viết xét được không? Tôi cần tiền mặt, tôi rất cần tiền mặt ông à. Ông có thể giúp tôi như vậy được không? Thôi được, cũng may cho bà là tôi đang có số tiền mặt đó. Vâng, tôi cảm ơn ông. Tôi cũng vừa mới đi mượn của người ta đó, nhưng tôi nghĩ là sẽ không có lần sau đâu nha. Tôi hiểu mà. Chồng con bà sẽ khổ nhiều vì bà thế. Tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Tiếng động gì phải không anh? Henry! Anh Henry! Có chuyện gì vậy? Anh Henry! Bà Mary! Bà giết chồng tôi à? Cô! Bà Mary!
tức giận không kềm chế được, tôi đã giết chết ông ta. Sau khi giết chết Helen, tôi đã tạo ra một hiện trường giả. Tôi đánh lạc hướng các ông, coi như đó là một vụ tự sát. Và sau đó chính tôi đã lấy đi 20 triệu euro. Vậy tại sao mà có ý định giết chết ông Bonsai? Khi ông Henry ký vào tờ ngân phiếu có tên tôi cùng với ngày giờ, trong lúc hoảng loạn tôi không kịp lấy tờ ngân phiếu đó đi. Tôi sợ rằng là ông Bonsai sẽ phát hiện ra, và phát hiện ra tôi là kẻ giết người. Cho nên tôi đã giết chết ông ta. Chính tôi đã giết chết ông ta. Tôi đã giết chết ông ta mà. Tôi giết chết, giết chết ông ta. Tôi giết chết ông Henry. Tôi giết chết bà Helen. Chính tôi đã giết chết họ. Bà hãy bình tĩnh đi. Bây giờ bà phải đi theo chúng tôi về sở cảnh sát để lấy khẩu cung. Mời bà. Tôi không đi đâu hết. Vậy hung thủ chính là ai? Đó chính là bà Mary. Cái gì? Là mẹ của tôi à? Làm sao có chuyện đó được chứ? Bà Mary, bà với bà chủ tôi là bạn, tại sao bà làm như vậy? Mẹ, có đúng như lời họ nói không hả mẹ? Ông đúng vậy. Pierre, ông ta chết thì con phải mừng chứ, bởi vì con sẽ lấy được Bisen, không bị ai cấm cản nữa. Và bây giờ con có thể hưởng được toàn bộ tài sản của nó mà. Mẹ ơi, mẹ có biết là mẹ đang nói gì không? Con không tin mẹ là một kẻ máu lạnh như vậy. Vợ tôi đâu? Em, thưa ngài cảnh sát, không phải đâu, vợ tôi không thể nào là kẻ giết người được. Xin ông hãy điều tra lại. Kìa em, tại sao em lại nhận tội như vậy? Đúng vậy, bà Mary không phải là hung thủ. Vậy thì hung thủ là ai? Là tôi. Kìa, chính là tôi. Tôi là kẻ giết người. Các ông bắt tôi đi. Các ông bắt tôi đi, không cần phải điều tra gì nữa đâu. Kìa, bình tĩnh đi. Bà Mary, dựa vào lời khai của bà nên tôi đã khẳng định bà không phải là hung thủ. Thứ nhất, bà không hề biết chơi cá ngựa, bởi vì trò chơi này mỗi tuần chỉ tổ chức một lần vào ngày Chủ nhật, trong khi đó bà lại khai là bà chơi mỗi ngày. Thứ hai, bà không hề đặt một số tiền cá cược lớn như vậy được, bởi vì trong điều lệ đã quy định số tiền tối đa đặt cá cược rồi. Thứ ba, bà không thể ăn cắp 500.000 euro, bởi vì bà không biết được mật mã của két sắt. Bà Mary, bà không phải là hung thủ, tại sao bà nhận tội hả? Bà ta làm như vậy là để bao che cho con trai của bà ta. Kìa, Isabel chính là Pierre và cũng là nhân tình của bà Helen. Pierre, sự thật là như thế nào? Không đúng như vậy phải không? Nói đi, nói cho em nghe đi, không phải như vậy đúng không? Anh, đây chính là những bức thư của Pierre gửi cho bà Helen. Tôi đã tìm được trong ngăn dưới của chiếc hộp bữa trước cô đưa cho tôi đó. Vincent, tại sao vậy? Tại sao anh đối xử với tôi như vậy? Vincent à, anh là đồ khốn này, đừng chạm vào người tôi, đừng chạm vào người tôi. Em nghe anh nói nè, anh thật là ghê tởm. Anh thề có Chúa, anh chỉ yêu một mình em thôi. Còn anh với bà Helen, đó chỉ là một tình cảm bồng bột nhất thời thôi. Từ khi mà anh quyết định lấy em, anh đã nói với bà ta là chấm dứt mối quan hệ, nhưng mà bà ta không đồng ý. Pierre của em.
lén. Em nhớ anh quá. Sao em gọi điện mà Pierre không trả lời em vậy? Pierre. Helen. Helen. Em làm cái... Cô làm cái gì vậy? Hả? Cô làm vậy lỡ như người nhà tôi thấy thì sao? Nè, qua đây tìm tôi có chuyện gì không? Anh có biết không? Bởi vì Misen lúc nào cũng nằng nặc đòi cha mình phải làm đám cưới cho cô ấy và anh. Chính vì vậy mà em cảm thấy rất đau lòng. Pierre, tại sao lại có chuyện đó? Chẳng phải là anh đã nói với em? Helen à, Helen hãy bình tĩnh, nghe tôi nói nè. Thật sự tôi yêu và muốn lấy Misen, cho nên chuyện giữa tôi với cô chúng ta nên chấm dứt tại đây đi. Không, không thể nào như vậy được. Anh đã từng nói với em rằng anh chỉ yêu Misen bởi vì mẹ của anh bắt buộc mà thôi. Đúng, đúng là lúc trước tôi có suy nghĩ như vậy. Nhưng mà thật là... sự bây giờ tôi muốn lấy Misen, cho nên chúng ta nên chấm dứt đi. Không, anh đã nói là tìm mọi cách. Sau này anh sẽ chia tay với Misen kia mà. Yeah, không thể nào như vậy được. Chúng ta không thể nào về xa nhau được. Helena, bình tĩnh đi. Yeah. Như tôi nói nè, chúng ta sẽ không có kết quả gì đâu. Chúng ta nên chấm dứt tại đây đi mà. Pierre nói sao? Pierre muốn chấm dứt với tôi ư? Được lắm. Nhưng Pierre hãy nhớ đây, Pierre sẽ không làm được gì hết. Chỉ cần tôi nói một tiếng với ông Henry là tất cả mọi chuyện sẽ thay đổi ngay tức khắc. Và Pierre sẽ không bao giờ cưới được Michelle đâu. Helena, bình tĩnh nghe tôi nói nè. Trong câu chuyện này tôi là người có lỗi. Helen hãy bỏ qua cho tôi và chúng ta hãy chấm dứt đi. Pierre, không, không phải như vậy đâu. Có phải Pierre vẫn còn thương tôi lắm? Có phải như vậy không? Nhưng tại vì Pierre sợ. Chuyện này là sao? Dạ. Con làm cái gì vậy? Dạ thưa ba. Ba thì không ngờ con lại đi gian díu với một người phụ nữ đáng tuổi mẹ con như vậy. Dạ ba. Ông Valier, ông không nghe thằng Pierre con trai của mình nó nói sao? Nó đang rất muốn chấm dứt, chỉ có bà Helen đây là muốn níu kéo mà thôi. Chuyện rành rành như vậy mà bà còn binh nó được à? Nó hư là tại bà. Dạ thưa ba, lỗi của con. Con biết là con sai rồi. Chị nói gì nữa? Dạ con hứa với ba, bắt đầu từ bây giờ con sẽ chấm dứt với bà ấy. Chấm dứt ngay. Chính vì vậy mà cậu đã tìm cách giết chết cô Helen, rồi sau đó giết chết luôn ông Henry, có đúng không? Không, không, tôi không phải là người giết người đâu. Tôi thừa nhận với tất cả mọi người là tôi có tình cảm với Helen, nhưng mà tôi không phải là hung thủ mà. Cậu nói cậu không phải là hung thủ à? Thì cậu nhìn kỹ chiếc kẹp cà vàng này đi, bên trong có khắc tên của cậu đó. Đúng rồi, cái kẹp cravat này Pierre đã mang nó trong ngày sinh nhật của dì Helen. Nhưng anh đã có cô Michelle làm chứng, cậu không thể chối cãi được nữa đâu. Nhưng mà sở dĩ bà Marie muốn giết chết ông bonsai không phải vì tấm ngân phiếu, đúng không bà Marie? Mà vì bà sợ một ngày nào đó ông bonsai sẽ nhớ ra Isabel chính là Pierre. Đúng không? Mời cậu. Không, không. Mời cậu đi ra chúng tôi. Tôi không phải là hung thủ giết người mà. Đi. Mẹ ơi, con không phải là hung thủ giết người mà mẹ. Pierre. Con không phải là kẻ giết người. Con, tôi không phải là kẻ giết người. Là mời buông con nó ra đi. Bà có biết, với tội trạng của cậu ấy, một mình giết chết hai mạng người thì sẽ chắc chắn lãnh án tử đó. Mẹ ơi, con không chết đâu mẹ ơi. Sao? Con không muốn chết đâu.
con không phải là kẻ giết người. Con không phải là hung thủ đâu mẹ. Mẹ hãy tin con không phải là hung thủ. Con thương con kẻ giết người được. Không thể được, không thể được đâu. Tôi xin các ông, tôi xin các ông mà. Ba, sao ba lại đứng đó? Ba hãy tin con đi, con không phải là hung thủ. Con không phải là kẻ giết người đâu mà ba. Mẹ, ba nói cái gì đi? Con có biết giết người là đền mạng không? Ba, tại sao con làm như vậy? Con... tại sao con thể giết người như vậy? Con... bây giờ con phải nhận trách nhiệm của con. Không ai có thể mà giúp đỡ con được. Ba ơi, trời ơi, tao không có đứa con như mày. Đồ giết người. Ba, sao ba lại nói như vậy? Con không phải là giết ba... người mà. Con tôi không giết người. Em bình tĩnh đi. Con tôi không giết người. Phải để cho pháp luật trừng trị nó. Ba ơi, nó giết người mà coi như mình không có đứa con như nó. Con tôi không giết người. Ông đừng như vậy. Đi về. Con tôi không giết người. Con đi ra. Bà bị điên rồi hả? Bà bị điên. Con đi ra. Con tôi không giết người. Thì phải bảo vệ con tôi. Điên rồi hả? Tôi không điên. Suốt mấy chục năm qua, mẹ con tôi phải nhịn nhục ông. Nhưng bây giờ thì không. Ông là một con quỷ. Một con quỷ đòi lót người. Cầm miệng chưa? Tôi không cầm. Tôi phải nói. Tôi không thể hy sinh con trai tôi được nữa. Đến chưa? Không đến. Chính ông mới là người cầm miệng lại để cho tôi nói. Mấy chục năm qua, ông đã giả dạng một người chồng nhu nhược, khổ sở trước mặt vợ con. Khốn nạn! Ông về! Chưa! Nhưng thực ra, mẹ con tôi mới chính là nô lệ của ông! Cầm miệng! Các ông cảnh sát! Các ông cảnh sát hãy nghe tôi nói đây! Sau khi biết được Pierre và bà Helen có quan hệ tình ái với nhau, chính ông ta đã tống tiền bà Helen! Đừng chờ! Bà ta điên rồi! Cầm miệng! Để cho bà ta nói! Tôi sẽ nói. Tôi sẽ nói hết tất cả. Đêm hôm đó, chính ông ta đã bắt tôi đi cùng đến nhà ông Henry. Kìa, chào bà Helen. Ok, hai ông bà, sao hai ông bà lại có mặt ở đây? Có chuyện gì mà hai ông bà đến giờ này? Có chuyện chứ. Chuyện gì vậy, bà Marie? Tôi giải thẳng vấn đề nhé. Tôi có cái này cho bà đây. Gì vậy? Ông có những cái tấm hình này? Ông theo dõi chúng tôi à? Có phải chồng tôi, chồng tôi kêu ông theo dõi tôi không? Bà bình tĩnh. Ông Henry chồng bà chưa biết chuyện này. Nhưng mà tôi cũng không biết khi nào thì ông ta nhận được những tấm hình này từ tôi đây. Tôi xin ông, coi như là tôi xin ông, đừng cho chồng tôi hay biết gì về điều này. Tôi không dám hứa. Bà Mary, tôi xin bà, xin hãy giúp tôi. Thôi được rồi, thế này, bà Helen, tôi hứa với bà, nhưng tôi có điều kiện. Và tôi cần tiền 100.000 euro. Sao? 100.000? Số tiền lớn như vậy tôi lấy đâu để đưa cho ông chứ? Tôi không biết. Tùy bà. Tôi cho bà 5 phút suy nghĩ. Một là đưa tiền cho tôi, còn hai ngay ngày mai tôi sẽ gửi tất cả những cái hình ảnh của bà và tình nhân của bà, tức là con trai của tôi, cho ông Henry. Sao? Bà còn 3 phút, nhanh lên.
Bà Helena, tôi nghĩ bà nên đưa tiền cho ông ấy đi. Chồng bà mà biết được, ông ấy sẽ không tha cho hai người đâu. Bà còn 2 phút. Thôi được, tôi sẽ đưa chồng bà. Bà không có quyền lựa chọn. Bà không có quyền lựa chọn. Sao ông lại ở đây? Tại sao tôi không thể ở đây? Ông bạn. Còn em? Henry, anh... Em giấu cái gì sau lưng vậy? À không. Đưa anh coi coi. Có gì đâu. Không có gì hết mà. Henry. Mặt mày em dễ lo lắng như vậy. Mày nói không có gì là sao? Em đã bảo rằng không có gì mà. Giấu cái gì đây? Không có gì mà. Henry. Tiền này anh đủ để trong tủ sắt. Em lấy số tiền này để làm gì? Em hình của ai mà xé dương giải gì đi? À, Henry à, đây chỉ là những tấm hình cũ thôi. Em thấy không cần sử dụng nữa cho nên mới xé bỏ nó mà. Henry, em lấy ra. Cái gì? Em với thằng Pierre. Tại sao em lại có thể lăng loạn? Bình tĩnh ông đi. Có chuyện gì vậy? Ông nói sao? Bà Helen và con trai tôi Pierre. Anh xem đi. Mình ơi, đúng là Pierre con trai của mình. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao bà lại dụ dỗ con trai của tôi? Các người làm cái trò gì vậy? Ôi! Mẹ vợ đi ngoại tình với con rể. Trời ơi! Henry ơi! Em xin lỗi. Em biết là mình đã sai rồi. Hãy tha lỗi cho em. Henry! Tôi xin ông! Tôi sẽ về dạy dỗ lại con trai tôi. Tôi xin ông. Bà xin tha thứ. Cái lúc bà đi ngoại tình, bà có nghĩ gì tới tôi chứ không Michelle không? Không bao giờ tôi tha thứ được cho bà. Bà Helen, bà nghĩ đi. Michelle con gái của bà, nó sẽ bị sốc như thế nào khi nó biết sự thật này. Mẹ vợ ngoại tình với con rể tương lai. Michelle luôn coi bà là mẹ ruột. Bà làm như vậy à? Trời ơi, tôi còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa? Tôi đây. Ông thôi nghe những điều đó. Ông có quyền gì? Có quyền gì mà dạy dỗ tôi như vậy chứ? Được, nếu như ông muốn thì tôi sẽ nói hết tất cả. Bà nói đi. Đây, đúng là số tiền này của anh. Anh có biết em làm gì không? Em vừa đưa cho hắn ta đó. Bởi vì hắn ta đã theo dõi em, và chính những tấm hình này là của hắn ta. Bà nghĩ bà nói như vậy lấp được cái tội lỗi bà gây ra? Không tin được bà ta. Có nghĩa là hắn ta đã biết chuyện em với thằng Pierre. Không, Henry à. Không. Đúng. Chúng ta tống tiền em mà. Đúng vậy. Khốn nạn. Bao nhiêu năm nay, con coi mày là bạn.
mà mày lại đâm sau lưng tao. Ông bình tĩnh, ông bình tĩnh. Em xin anh ơi, hiểu lầm thôi mà. Bình tĩnh nè. Tất cả mọi người bình tĩnh lại đi. Anh ơi, tất cả mọi người. Hôm nay mày phải chết. Đừng mà. Anh đừng có mà. Em xin anh, xin ông Henry, nếu như hắn chết, anh sẽ vào tù và anh sẽ bị tử hình. Cấm miệng. Tao giết hắn xong sẽ tới lượt cô. Tôi sẽ tính tới cả cô nữa. Henry, đứng lên. Henry, tha cho tôi. Henry, đứng lên. Henry, đừng. Henry, tôi xin ông, tôi gian ông, cho tôi giải thích. Hãy tha thứ cho tôi. Bây giờ tôi nợ nần quá, hãy tha thứ cho tôi. Kìa, Michelle, giúp, giúp Michelle. Làm cái gì? Bà cho cảnh sát à? Ông Maria, bà muốn làm gì? Không có. Tôi chỉ gọi cho cứu thương. Phải rồi, tôi chỉ muốn cứu chồng tôi thôi mà. Không kịp nữa rồi. Đã đến nước này, bà không chết cũng không được. Ông Maria, tôi xin ông, tôi không muốn báo cảnh sát. Tôi không muốn báo cảnh sát đâu. Bà phải đền tội bằng cách theo chồng bà đi. Đừng. Tôi xin ông. Tôi xin ông đó. Tôi xin ông mà. Bà mà không chết thì tôi phải chết trong tù. Mà tôi thì không muốn vào tù. Chính ông giết người. Cấm miệng. Chính là ông. Ông giết người. Tại sao ông lại giết người? Linh, đứng chưa? Đứng chưa? Linh, bà mà để lộ chuyện này ra, tôi sẽ giết bà. Tôi sẽ giết mẹ con. Bà nghe chưa? Sau khi giết chết vợ chồng ông Henry, ông ta đã lấy toàn bộ chứng từ và tờ danh sách cá ngựa bỏ vào két sắt, để mọi người nghĩ rằng ông Henry đã vì nợ nần mà tự sát. Chẳng lẽ đó là sự thật? Tại sao bà lại đối xử với mẹ con như vậy? Tại sao bà lại đối xử với con như vậy? Mẹ chết. Sao chuyện này mẹ không nói cho con biết? Sao mẹ có thể nói cho con biết được? Khi ông ta hăm dọa là nếu như bất kỳ một người nào biết được điều đó thì ông ta sẽ giết chết con ngay lập tức. Vậy bà giải thích như thế nào về chiếc kẹp cà vạt có khắc tên cậu Bia? Vào ngày của cha, thằng Bia đã đặt làm hai chiếc, một cái cho ông ta và một cái cho nó. Cái rơi ở nhà ông Henry chính là của ông ta. Bà có thêm bằng chứng nào để khẳng định ông ta chính là hung thủ không? Tôi còn giữ cái áo khoác của ông ta. Trên cái áo có dính máu của vợ chồng ông Henry. Thì ra bà đã không hủy nó. Bà còn ghê gớm hơn tôi. Bà muốn thảm giết tôi. Bà muốn giết tôi chết. Bà muốn kết tội tôi. Còn là bà khốn nạn. Thì ra bà chính là hung thủ. Tại sao vậy ba? Ba có còn coi con là con của ba đây không hả? Tất cả những tội lỗi của ba,
mà lại nhát trên đầu của cô. Bây giờ thì con mới nhận ra được mặt, cái gương mặt của người cha của con mà con đã thương yêu kính trọng suốt 20 mấy năm qua. Chứ lại tất cả những tình thương bao dành cho con đều giả dối hết hay sao? Giữa ranh giới cái sống và cái chết, tôi mới nhìn được rõ bộ mặt thật của ông. Ngay chính con ruột của ông mà ông còn muốn nó chết, thì ông còn thương ai nữa? Ông là một thằng hèn, một thằng hèn. Ông chỉ thương chính bản thân của ông thôi. Ông nói thằng Pierre đeo bám con gái ông, nhưng thực ra thì chính con gái ông đeo bám con trai tôi đó chứ. Thôi Phạm Minh, hôm qua vợ tôi có nói rằng sẽ đến đây đề nghị với anh rút toàn bộ cổ phần. Tôi trót đi vay nặng lãi để chơi cá ngựa, bây giờ số nợ lên quá cao rồi mà tôi không còn khả năng chi trả nữa.